Alo, phải không? Phải không vậy? Nguy kịch đến vậy hả? Trời ơi, ghê hả? Ok, không có thôi. Ok, không có bán xôi thì mày có thể mua cho tao ổ bánh mì cũng được, không có gì đâu. Ok, mua về làm liền về liền nha. Ok, thôi bye nha. À, không có gì đâu, mình gọi kêu mấy thằng bạn mua xôi giùm. Sắp xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã trở lại channel của mình. Mình là Upsimax và chào mừng các bạn trở lại với series Bác sĩ Ba Me tập 2. Như các bạn đã thấy thì ngày hôm nay mình đang mặc một cái áo blue và một cái nón black. À không, cái nón này là cái nón bác sĩ của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ làm bác sĩ nhi, có nghĩa là bác sĩ cho trẻ con. Hôm nay có rất nhiều em bị bệnh và chúng ta có thể vô chữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bác sĩ thiếu nhi. Ngày hôm nay Bác sĩ Ba Me tập 2, bác sĩ thiếu nhi xin được phép bắt đầu. Bà mẹ thì chúng ta hiện đang có rất là nhiều em bé đang đợi chúng ta có thể chữa bệnh cho các em bé không? Ok, mấy bạn, bệnh nhân đầu tiên chúng ta có ở đây rồi. Thì ở đây để mình coi nếu khi mà mình check tên bệnh nhân thì ở đây nó ghi là bệnh nhân này tên là Thập Tam Muội. À, mình nhập nổi tiếng nè, trời, con lúc này là Thập Tam Muội còn nhỏ ha. Biệt danh của bạn này là Muội Thiến. Muội Thiến tên con. Mình biết rồi bạn ơi, thì đây là bạn Muội Thiến. Muội Thiến có nghĩa là miệt thúi đó. Trời ơi, coi kìa, bệnh nhân đầu tiên của chúng ta đó là một bé gái tên là Thập Tam Muội Thiến. Miệt thúi, chúng ta sẽ lấy cái này cho bằng cái mỏ em thôi nè. Đó, ok, chúng ta sẽ lấy cái đèn này chiếu vô. Quá trời ơi, bà mẹ cái miệng nó như cái đống rác vậy. Mày cười cái quần quơ gì. Bây giờ mình sẽ lấy tăm bông mình chà hết cái mỏ nó đi. Ok, mình sẽ zoom vô đây mình coi trong này nó có cái giống mồm gì. Ồ. Ok, ok, mình vừa cạo lưỡi nó xong rồi. Đúng rồi, ok. Cái này là cái dây thanh quản của nó đúng không? Há, miệng thúi đến nỗi mà hư mẹ nó dây thanh quản rồi. Yeah. Ok, bây giờ tới phần nội soi. Ui ôi, coi con mắt nó kìa. Ồ, xương với xương không? Ok. À, con cá. Ok, mình đã soi được một con cá. Trời, ăn cá, ăn luôn xương cá. Cho con nàng bánh tráng trộn cho nó nuốt cái bịch ni lông á. Cái này là gì đây? Ok, cái này là cái chai xịt phòng mấy bạn. Mình xịt cái này để cho nó thơm miệng đó. Cho miệng nó hết mảng bám đi. Ok, bây giờ mình sẽ bắn. Chu chu chu. Cái này là gọi là bắn tia laser chiều sâu. Cái vụ này thì Duy Ngũ Ăn mình thường chưa biết được. Mình học bao nhiêu năm trong nghề bác sĩ mình vẫn chưa biết được cái vụ này. Ok bà đi, coi như là mình kiểu mình học trường y mà mình muốn nói gì mình nói. Ồ sạch. Yes, cuối cùng mình cũng làm sạch răng cho nhỏ này rồi. Miệng nó như cái cầu tiêu vậy, tôi không biết sao. Ok, chúng ta tới luôn bệnh nhân tiếp theo. Theo như hồ sơ thì thấy thì bạn bệnh nhân là tên là Thái. Và mình xin được phép gọi bạn này là Thái lỗ tui, là thúi lỗ tai. Nghe nói ra bạn này bị thúi tai. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái lỗ tai bạn này sao đây. Cái gì ghê vậy? Mới vô lấy cái cầu đồ này để kẹp lên lỗ tai đó. Trời ơi, nắm lỗ tai nó lôi ra. Ôi, lấy cái đèn pin này soi vô hả? Quá trời ơi, trời ơi, nhìn cho nguyên cái hệ sinh thái của lỗ tai đó luôn nè. Trời ơi, tận dụng cái cù khú gì đâu á. Ok, cái này là cái gì đây? À, xịt nước vô. Ok, hút hết nước ra. Trời ơi, nước trên lỗ tai. Ok, mình cắt hết lông lỗ tai đi. Gái lứa để lông lỗ tai nhiều mày. Ôi ôi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái này để chúng ta chích vô mấy cái hộp mũ này. Đó. Ủa, đang chích nè. À, kéo ra hả? Ok rồi. Ok, chích thêm cái nữa. Kéo ra. Ok. Đây. Cái gì vậy? Mày kéo được cái gì ra không? Ồ, mình cắm dưới này mà nó kéo được trên này luôn ghê. Game xịn thiệt. Ok, bây giờ mình sẽ dùng con dao lam kiểu một dài 2 phân để cạo hết những cái vết bẩn dơ trong này. Ok, xong bây giờ mình sẽ lấy mấy này mình giết mấy con bọ. Mày chết mày chưa? Mày chưa có chết. Ê, mày chết mày chưa? Mày chưa có chết. Ê, mày chết mày chưa? Ồ, đây rồi, xong, gấp tụi mày ra. Nhìn tụi mày thấy gớm quá. Đây, bỏ vô. Đây, bỏ vô. Đây, bỏ vô. Trời ơi, đỉnh cao thiệt luôn á. Bác sĩ đi nhậu sâu á. Ai da, có cái cục này nữa đây. Ai da, hút ra nè. Ủa chưa ra. Ừ, rồi xong. Còn gì đây? Ok, đây có một con sâu và một cái cục này luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái cục này ra trước. Đó. Ủa. Đấy, xong. Bỏ ra. Ok, xong. Lỗ tai sạch sẽ. Ok, cảm ơn bạn Thái lỗ dúi. Thúi. Bảy. Thái lỗ tui thôi. Thái lỗ dúi là Thái lỗ dúi.
Ok, và bệnh nhân cuối cùng của ngày hôm nay đó là một bạn bị bệnh về lỗ mũi và đường hô hấp, cho nên bạn này thở không được, cho nên là giờ chúng ta sẽ giúp bạn này thở được trong một khoảng thời gian nào đó. Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có một bạn nam và một bạn nữ, thì hình như là mình phải chữa cho bạn nữ trước mới được chữa cho bạn nam. Ok, cái này chắc là một cặp tình nhân hay là một cái gì đó đây mà. Ok, giờ mình sẽ chữa cho bạn nữ trước, chúng ta sẽ chữa tới bạn nam sau. Ok, bác sĩ ba mê tiến lên. Helen, ok, nhỏ này tên là Helen. Tưởng đâu Heineken bia rồi chứ. Cái quần gì đấy trời, kiểu chữa trị kiểu lỗ mũi chân đít mà nó cho xà beng. Cho cái đồ hút hầm cầu nữa làm chi vậy trời. Đối với những đứa bé nhỏ xíu vậy thì mình không thể nào dùng những vật nhọn sắc nhọn để có thể làm hại cho nó, nên mình quyết định mình chọn cái xà beng. Mấy cây kia nguy hiểm quá. Ok, một cái lỗ mũi bao nhiêu trời ơi, lỗ mũi bây giờ nó như cái lỗ mũi trâu vậy đó trời. Nhìn bây giờ em hệt như con trâu luôn đó. Trời ơi, cái lỗ mũi con nhỏ mà nó quất kiểu cây Uzi vào lỗ mũi là chết rồi. Trời ơi bé ơi, các bác sĩ mình kiểu bác thứ nhất mình là bác sĩ có tâm, cho nên là mình quyết định là mình sẽ dùng những cái phương pháp mà mình đã được học hỏi từ bên Afghanistan để có thể trị cho mấy đứa nhỏ không, cho nên là bây giờ mình quyết định là mình sẽ xài những cái thứ mà mình đã từng học qua, chẳng hạn như cây Uzi này, cây Uzi này là cây súng ngắn của người Ấn Độ và đặc biệt là cho những anh khủng bố ở Afghanistan, Iran, Iraq đồ. Súng nước trời ơi, cái này vui nè ba. Bây giờ mình phun từ bên này, nó sẽ chảy qua bên kia. Phun được bên kia không? À, phun được bên kia. Ok, phun tiếp nè. Ok, rửa xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây. Cây này cây gì đây? Bây giờ mình sẽ lấy cái cây sản sao mì để mình có thể chà vô lỗ mũi mấy đứa nhỏ. Con nhỏ này nó hít cái gì tối ngày hôm qua mà sao bữa nay cái lỗ mũi thấy ghê vậy? Ồ, cái này gọi là chích tim vô để cho cái mũi nó đừng có bị sưng nữa các bạn. Ok, đây là cái hành động có thể nói là nguy hiểm nhất kiểu từ đầu tới giờ. Đó là hành động cầm con dao Thái Lan chẻ ngang cái lỗ mũi. Thì theo như hành động thấy thì rủi ro mà nạn nhân bị mất lỗ mũi và mất luôn cái đường ngửi là nó rất là cao. Ok, tiếp một sửa mũi sẽ được phép bắt đầu. Ok, giờ mình sẽ đi theo cái đường line này. Sau cái lần phẫu thuật trước thì mình có vẻ là mình sẽ giỏi về phẫu thuật hơn, cho nên là mình không thể nào mà nó bị sai được. Mình vẫn không sai bạn, đó là một cái ý đồ của mình thôi, có nghĩa là mình đang cố ý mình vẽ cái đường đó thôi. Trời ơi, dạch ra rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái phần nội soi của cái lỗ mũi. Ok, bây giờ mình đang lắp xương vào. Đây, dễ quá trời dễ mà. Đó, trời ơi. Đó, mình đã lắp lại xương mũi cho con nhỏ này. Con nhỏ này có vẻ là kiểu vì một lý do gì đó mà em mới đánh nhau gãy mũi. Trời ơi, tôi giỏi quá trời luôn. Hồi đó học mai rồi nó có lý do hết đó. Học mai rồi đó tôi may áo bà ba với lại áo quần xà lỏn đâu đó. Kiểu nó rất là có kiểu kinh nghiệm cho cái việc may giá không. Okay, mình sẽ thơ cho em cái bản đồ kiểu đất nước luôn nè. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm cái bông hoa ở đây nữa. Đó, dù biết là đang may cho một bệnh nhân gần chết nhưng mà không sao kể. Đó, mình sẽ vẽ cái bông hoa ở đây đó. Xong nó nói vô đây. Ok, bây giờ mình sẽ vẽ ở đây, mình vẽ thêm con bướm nữa. Đó. Đó, 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 trời ơi, cái nét vẽ con bướm nhìn xịn quá. Đó, trời ơi, cái đường mai rất là dễ thương. Bây giờ mà mình để lấy băng keo cá nhân mà tình trái tim á thì nó tưởng mình yêu mình. No, God. Để âm nhạc thì nó tưởng mình hát hay. No, God, please, no, no. Để trái cầu lông thì nó nhìn kiểu thể thao quá. Mình thì kiểu mập không thích thể thao lắm. Ok, để cái mặt cười với mi cười như mặt cười. Ok, xong. Ok, lột ra. Mình sẽ xức cái kem kiểu cho nó lành vô. Đó, tràn đầy cảm xúc chứ con. Đúng rồi, chà. Đợi một khoảng thời gian. Ok, mở ra nè. Ok, đã lành rồi bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ lùm cái này. Ghê thiệt. Đó, cái này gọi là cái quá trình kiểu xịt cứt. Nói chưa hết câu, tại vì người miền Nam người ta gọi là dĩ mũi là cứt mũi không, nên mình tính nó là xịt cứt mũi, nhưng mà nói chưa hết câu nó bị nghẹn ngay cổ không thì nói không được tiếp, thì ý là xịt cứt mũi. Ok, thành công, quá xuất sắc. Tao bác sĩ thôi mà, tao đâu phải là stylist thời trang đâu. Ok, mặc cho mày cái áo hồng đó, mày nhìn giống tao nhỏ thôi đó. Trời ơi. Ok, kiếm cho mày cái quần bông đó, hợp với cái áo ở trên. Ok, đổi cái này lên đầu mà đi, nhìn cho nó giang hồ. Ok, sau một ngày chữa trị mệt mỏi thì cuối cùng thì tôi cũng đã chữa xong được cho ba bé. Và ba bé có thấy có vẻ là kiểu trẹo bản họng, lội lỗ tai và gãy xương sườn, xương sống gì đó hết rồi. Thì video này, nếu mọi người thích video này hãy nhớ like, share, subscribe và hãy nhớ comment là mấy bạn muốn xem tập tiếp theo hay không nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người.
người vào những video lần sau. Mình bye bye. Bác sĩ bà mẹ đi đây. Bác sĩ ba mẹ đi đây. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những video lần sau. Bye bye. Bye bye.